Yeah, okay. Hello, my dear. Hello, my dear. Okay. How do you feel today? Hmm? How are you today? Hmm. Okay. So Khánh. Okay, in the last lesson, what did we learn? Are you sick? Trời đang mưa nên là hơi ồn nha cô. À ừ. Yeah, no problem. Ok. Cô có thể nghe một tiếng mưa. À. Ok. Trời mùa đông nên chúng ta cũng phải chú ý mặc quần áo ấm nữa. Không hát xì hơi liên tục. Ok. So do you go to school today? Do you go to school? Yes. Yes. Okay. Okay. Now, hôm trước mình đang nói đến phần nào, Khánh nhớ không? Nhớ. Chúng ta đang nói đến phần nào? Phần so sánh hơn nhất. Ừ, so sánh hơn nhất ha. Thế đã đặt câu cho cô chưa? No. Yes. Yes, okay. Cô chưa thấy Khánh gửi bài. Khánh gửi ảnh. Không sao cả. Thế bây giờ làm cho cô nhá. Nhưng mà từ hôm sau hãy gửi ảnh cho cô vì cô còn check ngữ pháp nữa với cả chính tả nữa nhé. Rồi bây giờ mình đặt cho cô nè. Những câu nào tô ra có nhớ không? Dạ. Những câu cô giao là những từ nào nhỉ? More rich and more popular. À ok, rồi đặt cho cô nè. More creative trước nè. My my dad. My dad. Is more creative. Creative. Than my mom. Okay. Popular. 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 I don't
con chưa tìm ra được những câu đặt cho con kia. À, popular con chưa tìm ra được hả? Ừ, nào, bây giờ câu hỏi nhé. Ví dụ nhá, chúng ta có popular đúng không? Dạ, để đọc câu câu này nha. Con nào đi. Mai gì? Mai, thôi, đi. Mai gì nhỉ? Mai thôi. My toy, ok. Ý, mò, Ừ, đúng rồi. Giàn. Giàn. Giàn do thôi. Thế thì chúng ta sẽ dùng yours. Được chưa? Ok, vậy chúng ta sẽ dùng yours, đúng không? Hơn là của bạn, bởi vì chúng ta đang nhắc đến một bộ đồ vật the same thing, and it is toy. Chúng ta đang nhắc đến một đồ vật, đấy là toy, đúng không? Yeah, ok, vậy chúng ta sẽ không lặp lại nữa. Than yours, tức là cái của mình, cái đồ chơi của mình thì phổ biến, nổi tiếng hơn của bạn. Được chưa? Đó, thế thì than yours, được chưa? Ok. Than yours, ok. Nào, còn câu nào cô nói nữa để làm nữa nhỉ? The most creative. Most, ok, con nói đi, most nào. The most creative. My God is a the most most creative in a factory. In the factory, okay. Great job. What about most popular? My toy is most popular in Now, Vietnam. now, In okay. In either. Either, the more is the most popular. In the Vietnam. À, in Việt Nam, chúng ta chỉ nói in Việt Nam chứ không in the Việt Nam nhé. In Việt Nam, ok. Ok rồi. Khánh đã ghi hết vào trong bảng những cái câu này chưa nhỉ? Yes. Ok, now next. Vậy mình đã nói xong cái phần irregular adjectives chưa? Tính từ mà không 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 yes yes ok nào bây giờ hãy thử đặt cho cô một câu với less xem nào. Less the mouse the mouse less than elephant. Đọc lại nào, tôi đi nào. The mouse is less than elephant. Ok. Rồi. Rồi, xong. Ok. Rồi, thế là cô đủ rồi. Nào. Tiếp nào. Và mình sẽ ra một phần tiếp nhé. Khánh thích nốt đét. Now, what is the date today, Khánh? Today on Saturday. Yeah, it is on Saturday. Okay, now. Okay, take note the question. Write down the question. What do you know about dinosaurs? We have one question. What do you know about dinosaurs? Yes, I do. The dinosaur has a tail. Rồi, okay. Four legs. Four legs, okay. But it has two. Gì nhỉ? Ba cái gì? Ba cái gì nhỉ con nhỉ? Ba cái sừng. Ba cái sừng. Khánh đang nói đến cái gì nhỉ?
À, rồi ok, chúng ta sẽ không nói như thế. Nào bây giờ chúng ta sẽ những cái điểm mà chúng ta nổi trội nhất thì chúng ta hãy nói đến là nó giống trông như thế nào, giống trông như con thần nằn này, đúng không? It looks like a lizard. It has got a tail. Và nó là động vật gì nhỉ? Ăn thịt hay ăn cỏ thưa Khánh? Ăn cỏ rồi, ok. Ngoài ra chúng ta nói là nó có bốn chân, nó có một sừng, nhưng mà không phải là con nào nó cũng có một hay hai sừng, thậm chí là có những con không có. Đây ở trong bức hình này chúng ta nói là nó có nó có cái sừng, thế nhưng mà bình thường như chúng ta xem phim tài liệu hay là xem trên YouTube hay là mạng lắm, thì nó sẽ không có sừng, vì vậy cô sẽ không chắc chắn để đưa chi tiết sừng vào. Rồi chúng ta sẽ có một từ mới với sừng nhé. À, chờ con mở cửa cho em vào. Ok. Welcome back. Nào, bây giờ Khánh muốn nói về sừng nhá, cô sẽ cho một từ mới, đó là từ horn. Horn có nghĩa là sừng. Sừng. Horn có nghĩa là sừng. Ok. Can you take note all the vocabulary? Take note all the vocabulary. Write down vocabulary and after that we will practice pronunciation. Hết các từ mới ở trong bảng xong đúng không con? Khánh biết từ thần lằn chưa nhỉ? Do you know lizard? Do you Hello, I use your know tail? You know lizard and tail. So you just need. Con không biết động vật ăn cỏ và động vật ăn thịt thì Khánh hãy viết cho cô hai xuống xuống hai từ này nhé. Động vật ăn cỏ và động vật ăn thịt. Okay, now repeat after me. Horn. 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 Okay. Next. Okay. Động vật ăn cỏ chúng ta sẽ nói là herbivore. 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 Can you say? Herbivore. Okay. Repeat. Herbivore. Herbivore. Okay. Okay. Động vật ăn thịt chúng ta sẽ nói như nào đây? Carnivore. Carnivore. Okay. So we will say dinosaur is herbivore. Yeah, dinosaur is herbivore. Khủng long là động vật ăn cỏ.
Can you cũng không nghe thấy. Direct the camera. Camera. Cô không nghe thấy Khánh nói. Direct the camera. Cô không nghe thấy luôn. Direct the camera. Direct is familiar. Come, come. Direct. Là con gì nhỉ? Là con cú ngon bài chú. Con gì cơ? Direct là cú ngon bài chú. Sao cô không nghe thấy âm gì nhỉ? Direct or what? Can you write? Direct. Can you write it down? Direct. Yeah, can you write it down? T. T. What else? T. R. R. E. X. E. X. What else? Khánh viết cho cô ở chat là cô không nghe thấy rõ âm của con. Chắc là trời mưa nên cô không nghe thấy rõ luôn âm luôn ấy. Nghe mấy lần mà không lợn đầu ra chữ. À, máy tính qua không biết được cô. Phải dùng cái máy tính điện tử, bàn phím điện tử. Ok rồi rồi. Anh lỡ thu nhỏ lại. Ok. Nào thế bây giờ nói cho cô, đấy là con gì nào? Con khủng long bảo chúa. À, con khủng long bảo chúa. Ok. It is a new word for me. Khủng long bảo chúa con nói như nào? Direct. Direct. T R E S. Dinosaur. What you write là khác nhau. T-Rex, okay. Not D. Not D. Cô không nghe thấy tiếng. Nối vào với nhau hả? And dinosaur, right? Dinosaur. No. No. No? No dinosaur. T-Rex is dinosaur. I don't know. Cô sẽ tra lại từ này. Cô không biết từ này đâu. Nhớ. Okay. Vậy đây là khủng long đoạn chúa đúng không? Rồi, okay. Cô đã học một từ mới. Ok, nào thì chúng ta sẽ về nhà, cô sẽ về nhà cô tra cái từ này. Nào. Cô nghe nó không? Đương nhiên ý. Hơi ồn ý không? Cô thì vẫn nghe âm của con nhưng mà không rõ là con nói từ gì luôn á. Thi thoảng cô nghe được từ rất rõ nhưng mà thi thoảng chả nghe được cái gì luôn. Ví dụ như là khi mà con spell được chữ này thì cô không nghe được luôn. Rồi ok, viết xong từ mới chưa nhỉ? Khánh viết xong chưa? Yes. Yes or no? Yes. Ok. Now, next. Now, ok. We have to complete this exercise. And can you... Ok.
Exercise C, choose the right words and write them on the lines. And can you see that is one example? Okay, can you tell me the reason why it is in the past tense? Why is it lived? Why it is a past tense? Huh? Why? Ừ, nó có chữ gì? Why? Nó có chữ gì mà ở đây nó chia thì có quá khứ đơn Khánh? Dấu hiệu nhận biết. Ừ, nhưng mà câu hỏi là đúng là bây giờ nó là chữ lít, nhưng mà bây giờ câu hỏi là tại sao nó lại là thì có quá khứ đơn? Dấu hiệu ở trong câu này đâu? Bởi vì con khủng long đã sống trên hành tinh của chúng ta cách đây khoảng 150 triệu năm trước. Ừ, rồi vậy thì ở đây chúng ta có từ ago, dấu hiệu nhận biết của past simple tense. Được chưa? Ok, nào. Next, number one. We have looks, looked and looking. Okay. I will help you to underline the keyword, the first. Looked or looks or looking. À, look thêm S hả con? Looked. Bởi vì chúng ta đang nói đến thì quá khứ đơn. Khánh có nhìn thấy đây là một câu không? Vế trước nó là quá khứ đơn, vế sau cũng phải là một quá khứ đơn. Tuy hai vế này nó làm cùng trong một câu mà, đúng không nhỉ? Ok, nó phải là looked. Ok, looked. Ok. Number two, can you read and choose? Many of them. Khánh đọc là read for me, please. Many of them have short tail, big teeth, and walking on foot. Okay. Đâu nhỉ? Okay, and next, number three. Most. Most dinosaurs were smaller or smallest. Small. Okay. Nào, smaller khi chúng ta là so sánh, mà đã là so sánh hơn thì phải có chữ gì nhỉ? Chữ gì đằng sau? Gian, đúng rồi. Chính xác. Mà nếu như nó là smallest thì nó phải có the smallest. Nếu như mà nó là smallest thì ở đằng trước cái từ smallest phải có từ the, nhưng ở đây không có từ the mà nó là very. Được chưa? Ok, Khánh đọc tiếp nào. Được chọn câu số 4. Okay. Number four, it is in. Đúng rồi. We have the phrase live in forest. Sống trong rừng đúng không? Warm forest nghĩa là sao? Warm nghĩa là gì nhỉ? Đúng rồi, trong rừng ấm. Ok, tiếp theo. Đọc câu tiếp theo nào.
Not of hay là out hay là of? Thằng này hay thằng này hay thằng này? Not à, nghĩa là gì? Khánh học từ đấy nghĩa là gì? Nghĩa là gì? Nhiều, đúng rồi, chính xác. Lot of, nhiều, lots of. Thế còn từ này, từ blend. Điều này nghĩa là gì? Alo? Alo? Khánh ơi, từ này nghĩa là gì? À, từ này chúng ta học rồi mà. Cây, đúng không? Cây thực vật á. Đi cho cô nhá. Plant. Cây thực vật. À, cô ghi rồi. Cây thực vật nhá. Plant. Cây thực vật. Ghi. À, cô bảo là plant. Cây thực vật. Ghi xuống. Gì? Cây thực vật. À, con tưởng là câu hỏi kia. Trên đầu của số 4. À, câu số 4 á. Câu số 4 con làm rồi mà. Con nói là con nghĩ cô nói là có biết chữ canh không? Ừ, ok, rồi mình bỏ qua đi. Tiếp câu số nào, đọc tiếp cho cô từ đoạn này nào. Cô không nghe thấy gì luôn. Đầu tiếp từ đoạn này cho cô nè. Sáu mươi triệu. Từ từ từ. 60 triệu Khánh đọc như nào? Sixty triệu chúng ta đọc là million. Okay, ghi cho cô nhá, ghi này. Million 2 triệu. À, ok. Triệu. Million. 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 Triệu. Million triệu.
Okay, welcome back. Okay. Okay. Nó bị ao hả con? Rồi, okay, nào mình đọc cho cô nào. Million. Repeat after me. Million. Million. Okay, good. Good job. Now, câu số 6 của chúng ta nào. But about 60 million years ago, some people say. Câu số 6. Number 6. About 60 years ago, some people say the weather. Okay, the weather. Nào, rồi, đặt trước cho cô để đến câu số 7. The weather. Dinosaur likes to eat chocolate. So Vậy câu số 7 Khánh chọn là that. Good job. Yeah, chúng ta không có who, không có what ở đây đúng không? Okay, good. Và Khánh có biết một cấu trúc đấy là stop cộng với verb in không? Stop cộng với verb in, dừng làm việc gì đấy. Ví dụ nhé, chúng ta đang nói đúng đang học là chúng ta dùng smartphone, mẹ bảo stop using smartphone, dừng ngay việc dùng máy tính điện thoại. À đấy, stop đúng không? Ok, câu nào bây giờ hãy cho cô biết cái từ này nghĩa là gì nào. Terrible problems. A terrible, what is the meaning of terrible? À, từ mới đúng không? Rồi, ghi cho cô nhé Khánh. Kinh khủng. Thời tiết. Kinh khủng. Ok. Kinh khủng. À, đúng rồi. đúng rồi. Kinh khủng, cô ghi nhầm đấy. Rồi, ok. Kinh khủng. Problem. Có nghĩa là vấn đề. Vấn đề. Problem có nghĩa là vấn đề. Kinh khủng. Your little brother. Okay. Okay, that's okay. Các cứ viết đi, không sao cả. Okay. Okay. Con ghi chữ problem vấn đề xin nhỉ. Ok, ghi nốt cái từ problem của cô vậy.
Rồi, nếu chúng ta nói từ terrible problem có nghĩa là vấn đề kinh khủng. Từ problem ghi cho cô là từ vấn đề đã. Problem. Vấn đề. Vấn đề. Okay, now repeat after me. Terrible. Terrible. Okay, one more time. Terrible. Mm. Problem. Okay. Next, this word. Do you know this word? Disappear. Do you know it? Cô ghi nhá, disappear có nghĩa là biến mất. Biến mất, được chưa? Okay, repeat after me. Disappear. 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 Okay. Ví dụ nhá, con khủng long, khủng long thì nó đã biến mất rồi. Nên chúng ta sẽ nói nó thì quá khứ đơn. Đó. Và nói thêm đuôi ed ở đây. Được chưa nhỉ? Còn cái từ disappear của cô ở đây dưới này nè, nó không có từ ed, không có thêm đuôi ed. Tức là ở thì hiện tại. Nhưng ở đây trong bài văn, đoạn văn này người ta thêm ed là đã quá khứ rồi. Được không ạ? Đó, ok. Đã, bây giờ hãy nhìn tiếp câu số 8 của cô nào. Đấy, people sometimes why land so deep in rocks under the ground. Ừ, nội đáp án. Đáp án file file ok file tiếp nào, đọc tiếp cho cô nè. But you can dream about there about there. Ok nào, thấy bình thường cô nói là what about him, what about her, what about you, đúng không? À, cái từ about á, à, about him và about her thì chúng ta sẽ phải cộng với một tân ngữ mà there thì là tính từ sở hữu nên chúng ta không thể chọn there được, mà they thì là chủ ngữ phải đứng đầu câu, vì vậy nên chúng ta phải chọn gì nhỉ? Them. Ok, chúng ta phải chọn them. Dâm mới có thể làm vị trí tân ngữ được ở đây. Được không? Nhá. Rồi. Hãy nhớ cho cô. Đấy là khi chúng ta hỏi thì ở đây mình sẽ phải cộng một tân ngữ. Chủ ngữ là you. Ok, cô sẽ phân tích rõ hơn nhá. You là chủ ngữ này. Có. Can learn động từ này. Và tiếp sau đấy ta sẽ phải làm một tân ngữ để tạo thành một câu. Được chưa? Thì ở đây để có một tân ngữ thì chúng ta phải chọn dâm. Được chưa nhỉ? Rồi. Nếu như mà người ta nói là ví dụ như là swing cánh của nó hay là legs chân của nó thì ở đây Khánh có thể chọn ra được. Nhưng mà sau dâm, nhưng mà sau đây nó lại là in. Nó không phải là một danh từ nên chúng ta không thể nào sử dụng tính từ sở hữu ra được, mà chúng ta phải sử dụng dâm. Dâm ở đây mới có thể làm tân ngữ được. Ok, hãy hiểu qua của cô chưa? Alo, ok. Rồi bây giờ Khánh nhìn tiếp cho cô là science. Science. Science là môn gì? Là môn khoa học. Môn khoa học, đúng rồi. Museum là bảo tàng khoa học. Khánh biết từ museum này không? Museum.
Ok, câu số 10 này. Or when you watch dinosaur film, hoặc là khi mà bạn xem phim về khủng long gì gì TV. Bài Bye TV. Nếu mà chúng ta đi cái gì nhá, I go to school by bike, I go to school by car. On. Xem TV đúng không? Đó. Không thể là bye, chúng ta chỉ sử dụng phương tiện, nhưng mà on là chúng ta trực tiếp mọi người những cái thứ mà mọi người có thể trừ nhìn thấy. Con có nhìn thấy là người ta hay nói là online stream không? Đây, Khánh có nghe cái từ online stream không? Chúng ta đọc đúng là online stream. Nhưng mà người ta hay nói nhanh ấy, người ta hay nói là online stream. On là những cái bề mặt mà chúng ta có thể nhìn thấy đúng không? Và on TV, chúng ta nhìn thấy ở trên TV, người ta hiện lên. Đó, thì là on nhá. Còn khi nào chúng ta sử dụng by là những cái phương tiện đi lại, by car, by bus, by bike, by motorbike. Đấy, được chưa? Hôm nay cô muốn Khánh về nhà. Khánh hãy nói về dinosaur trong vòng 1 phút 30 giây được không? Cô sẽ gửi bài này để Khánh tham khảo. Được không? Can you do? Speaking. Again, speaking. Lâu Nói lâu về rồi. khủng long thôi cô. Ừ, nói về khủng long. Con có thể nói về cái con khủng long bạo chúa của con. Đó, nó như thế nào, miêu tả nó ra sao. Rồi là ví dụ như là Khánh đã biết nó như thế nào. Đó, cô sẽ gửi bài này để Khánh tham khảo nhé. Nhé. Speak. À, you can speak more. Ok, có nghĩa là con có thể nói được khoảng 2 phút đúng không? Hoặc là hơn. Tôi có được 50. À, 1 phút 50. Rồi, ok, 1 phút 50 50. hoặc là 2 phút cũng được. Ừ, ok. Rồi, ok. Khoảng nào thì khoảng cứ tầm 30, 1 phút 30 của cô trở lên là được. Được chưa? Càng dài càng tốt. Thế nhá, về nhà nói cho cô về bằng kể về khủng long nhá. Speaking. Ok. Dạ, ok. Nào, từ mới hôm nay nhớ nhất nào. What's your favorite word I remember today? dinosaur Horn. À, horn herbivore. con À, mình đọc như nào nè? Herbivore. Herbivore. Vừa and lấy âm, cô không nghe được, hơi ồn nên cô đọc cũng nhầm nhầm một chút. Mình đọc cái chữ mà đây này, cái chữ này nhá, mình sẽ phải đọc là herbivore. Herbivore Oh, đúng rồi. Còn chữ kia đâu nhỉ? Chữ động vật, chữ kia sẽ là carnivore, động vật ăn thịt đó. Carnivore. anh Đây rồi, carnivore, được chưa? Carnivore. Ok, repeat after me. Carnivore. Cô sẽ gửi ảnh này nên Khánh không cần lo. Được chưa? Đấy, rất là dễ dàng để làm bài này luôn. Được chưa nhỉ? Nếu mà con chép bộ như này là con sẽ khó nhớ lắm đấy. Nào, cô sẽ gửi cái slide này về chép, yên tâm. Được chưa? Ok, có câu hỏi gì cho cô hôm nay nữa không? đó No, yes. No, ok, thế về nhà làm bài speaking cho cô nhé. Yeah, ok, so have a wonderful weekend and see you next week. Bye bye. Yeah, see ya. you again.